Ngày 15 tháng 1 năm 2009, New York, Mỹ đang trong mùa đông lạnh giá. Sau khi chuyến bay 1549 của US Airways cất cánh, động cơ của máy bay đã bị một đàn chim bay vào. Hai cánh quạt nén của máy bay ngưng chạy, động cơ hai bên bốc cháy. Cơ trưởng Sally đã cho máy bay hạ cánh khẩn cấp dưới sự chỉ huy của Trung tâm Kiểm soát Không lưu. Máy bay kéo theo làn khói dài bay dọc qua các tòa nhà. Hành khách trong khoang vô cùng hoảng sợ, vừa khóc vừa la hét. Cuối cùng, máy bay đã mất lái hoàn toàn rồi đâm sầm vào các tòa nhà. Trên bầu trời bùng lên vụ nổ dữ dội, cơ trưởng Sally giật mình tỉnh dậy. Hóa ra đây chỉ là một cơn ác mộng. Nghĩ đến nó, cả người ông run rẩy vì sợ hãi. Trước khi trở lại công việc, cơ trưởng Sally vội vã đến vị trí của mình như thường lệ. Tính tự giác và lối sống lành mạnh cho phép ông ấy luôn trong trạng thái làm việc tốt nhất. Dù đã hơn 60 tuổi, nhưng mỗi bước đi của ông như được chắp thêm đôi cánh. Mấy chục năm gần đây, ông ấy đã đưa hàng triệu khách hàng đến điểm đến của họ một cách an toàn. Chuyến bay 1549 bay từ sân bay LaGuardia đến Sherlock. Cơ trưởng Sally kéo vali vào buồng lái. Ông cùng cơ phó kiểm tra kỹ càng tình trạng cất cánh của máy bay. 150 khách hàng lần lượt lên máy bay và ngồi vào vị trí. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, cơ trưởng Sally đẩy nhẹ cần ga, máy bay cất cánh thuận lợi và tiến hành bay lên cao. Từ trên cao nhìn xuống, dòng sông Hudson hiện lên thật tuyệt đẹp. Đột nhiên, một đàn chim lớn bay thẳng vào máy bay. Động cơ bên trái và bên phải bị bốc cháy ngay sau đó. Tốc độ của hai động cơ giảm mạnh, rất nhanh liền bị mất hiệu lực. Cơ trưởng Sally dựa vào kinh nghiệm của mình, nhanh chóng bật bộ nguồn phụ. Sau đó, ông đã gọi ngay Trung tâm Kiểm soát Không lưu để báo cáo tình hình khẩn cấp. Trung tâm Kiểm soát Không lưu đã yêu cầu ông ta quay về sân bay LaGuardia để hạ cánh khẩn cấp. Tuy nhiên, từ những kinh nghiệm mà ông có được, không thể quay lại hạ cánh, chỉ có thể hạ cánh trên dòng sông Hudson. Đây là điều mà Trung tâm Kiểm soát không muốn nghe thấy nhất. Hạ cánh trên mặt nước là một hạ sách, vì hệ số nguy hiểm của việc hạ cánh khẩn cấp trên mặt nước là cực kỳ cao. Một chút bất cẩn sẽ phá hủy mọi thứ. Hơn nữa, nước sông bây giờ đang rất lạnh. Nếu như hành khách bị đuối nước thì rất khó có thể ứng cứu kịp thời. Trung tâm Kiểm soát Không lưu điều phối đường băng sân bay Teterboro theo hướng Tây Bắc cho cơ trưởng Sally. Nhưng cơ trưởng Sally khẳng định rằng ông ta không có cách nào đến đó được, chỉ có thể hạ cánh trên mặt nước. Sau khi tín hiệu radar biến mất, chuyến bay 1549 đã mất liên lạc với mặt đất. Người điều hành lo lắng đến mức rơi cả nước mắt. Anh ấy thầm cầu nguyện máy bay không bị rơi xuống sông. Lúc này, thân máy bay đã xảy ra chấn động, cơ trưởng Sally đành phải đưa ra lời cảnh báo. Dưới sự chỉ dẫn của tiếp viên, toàn bộ hành khách chuyển sang tư thế chống va đập. Hành khách có người thì khóc lóc thảm thiết, có người thì cầu nguyện, có người thì nhắn dòng tin cuối cùng cho người thân. Máy bay lao xuống dòng sông khiến cho mọi người bàng hoàng chết lặng. Thân máy bay đang nằm sát mặt sông Hudson rồi, khoảng cách chỉ còn 30 feet. Hai vị cơ trưởng bình tĩnh trước sự nguy hiểm cận kề, cố gắng giữ máy bay được ổn định. Cuối cùng thì máy bay đã hạ cánh xuống dòng sông với tư thế song song, tạo ra một làn sóng khổng lồ. Thân máy bay lướt trên mặt sông một đoạn, sau đó dừng lại. Nước sông len lỏi vào bên trong từ cửa khoang, nhưng may thay, thân máy bay không bị vỡ. Lúc này chính là khoảng thời gian chân quý để các hành khách thoát hiểm. Cơ trưởng Sally vội vàng đứng dậy đi vào khoang, hướng dẫn mọi người sơ tán an toàn. Các hành khách hoảng sợ bỏ ra ngoài, trong khi đó thì cơ trưởng Sally vẫn đang duy trì trật tự. Một số hành khách đã thông qua cửa sập thoát lên trên máy bay. Sau khi máy trượt bơm hơi được mở ra, vừa hay có thể chứa đủ những hành khách còn lại. Có hành khách vì quá lo lắng đã trực tiếp lao xuống sông bơi, nhưng bởi vì nước quá lạnh, chẳng bao lâu thì đã bị kiệt sức. Mỗi tính mạng của hành khách đều rất quý giá, việc cứu hộ là vô cùng khẩn cấp. May mắn là cách đó không xa có một con tàu đã phát hiện ra tình hình gay go này. Thuyền trưởng lập tức hạ lệnh tăng tốc tiến về phía chiếc máy bay. Nhận được cảnh báo từ trước, đội cứu hộ cũng đã nhanh chóng lên trực thăng. Lúc này, cánh và máng trượt của máy bay cũng đã chật cứng người chờ cứu hộ. Tàu Jefferson đã đến hiện trường rất kịp lúc. Các hành khách từng người leo lên thang cứu hộ để trèo lên con tàu. Một số tàu cứu hộ khác cũng đã đến để tham gia giúp đỡ. Cảnh sát biển nhảy từ trực thăng xuống cứu lấy hành khách bị rơi xuống biển. Lúc này, nước đã ngập vào đến nửa khoang máy bay, nhưng cơ trưởng Sally vẫn không hề để tâm đến an nguy của bản thân. Ông ấy cẩn thận kiểm tra lại mọi ngóc ngách để đảm bảo rằng không có hành khách nào bị sót lại. Sau đó, ông cầm lấy cuốn sổ bảo trì, vật cuối cùng còn nắm lại, ra khỏi máy bay. Tất cả hành khách đều vây quanh ông, cảm ơn ơn cứu mạng của cơ trưởng Sally. Ngay sau đó, đã có rất nhiều phương tiện truyền thông lớn phát sóng trực tiếp tình huống khẩn cấp này. Cơ trưởng Sally gọi điện ngay cho vợ bảo đã bình an, vợ ông thở phào nhẹ nhõm. Các hành khách sau đó đã được đưa vào bờ và được chăm sóc rất chu đáo. Lúc này, điều mà cơ trưởng Sally quan tâm nhất chính là số người được cứu và số người bị thương. 150 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn, tổng cộng là 155 người. Một người cũng không được thiếu. Là một cơ trưởng, tất cả tính mạng của mọi người trên máy bay đều là trách nhiệm của ông ấy. Những bông tuyết đã bắt đầu rơi, phía xa kia chính là xác máy bay tơi tả trên mặt sông. Hai vị cơ trưởng chìm trong những cảm xúc và suy nghĩ lẫn lộn. Sau đó, họ được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Vừa trải qua thử thách sinh tử, nhịp tim của cơ trưởng Sally đã tăng lên nhanh gấp đôi người bình thường. Chủ tịch công đoàn thông báo cho ông 155 người trên máy bay đều sống sót. Cơ trưởng Sally vui mừng đến mức giọng nói cũng trở nên run rẩy.
Đến tận lúc này thì trái tim đang treo lơ lửng của ông cuối cùng cũng đã được đặt xuống. Sau khi tai nạn xảy ra, hãng hàng không theo thông lệ tiến hành điều tra. Trong quá trình điều tra, hai cơ trưởng bắt buộc phải cách ly trong khách sạn. Sáng sớm, cơ trưởng Sally đã bị đánh thức bởi cơn ác mộng. Mặc dù hôm qua ông ấy vừa thoát khỏi cái chết thôi, nhưng ông ấy vẫn kiên trì thói quen luyện tập. Mải mê với những suy nghĩ, ông ấy suýt nữa bị xe đâm phải. Mở TV ra, gần như kênh nào cũng chiếu về vụ tai nạn đó. Cửa khách sạn chật kín các nhà báo, các phóng viên đã ở ngoài nhà ông ấy cả đêm, trong nhà chỉ có vợ và con gái. Cuối cùng thì cơ trưởng cũng nhận lời phỏng vấn của đài truyền hình. Ông kể cho quần chúng toàn bộ quá trình sự việc. Ông ấy cũng được mời tham gia talk show nổi tiếng nhất của nước Mỹ. Chuyên gia trang điểm trẻ đẹp dành nụ hôn ngọt ngào cho ông, cảm ơn tất cả những gì mà ông đã làm. Chủ một quán rượu thậm chí còn lấy tên cơ trưởng Sally làm tên mới cho quán của mình. Người dân Mỹ coi cơ trưởng Sally là một người anh hùng mưu trí và dũng cảm. Thế nhưng, nhóm điều tra an toàn giao thông vận tải quốc gia lại không nghĩ như vậy. Họ khẳng định rằng đó là một tai nạn va chạm mà không phải là một cuộc hạ cánh an toàn. Họ đã triệu tập hai vị cơ trưởng để điều tra, đánh giá nguyên nhân vụ tai nạn. Thời điểm đó, hai vị cơ trưởng không hề uống rượu, cũng không hề tiếp xúc với chất kích thích nào cả. Tinh thần và trạng thái đều rất tốt, không hề có nguyên nhân bên ngoài nào ảnh hưởng đến công việc. Ủy ban an toàn đã nhận được dữ liệu của ACARS, hệ thống báo cáo về địa chỉ liên lạc trên máy bay. Người ta suy đoán rằng động cơ bên trái vẫn có thể tiếp tục chạy được với tốc độ chậm. Họ cho rằng chuyến bay 1549 có đủ lực đẩy để bay trở về an toàn, chỉ là do động cơ bên trái bị hỏng, trước mắt vẫn chưa tìm thấy. Cơ trưởng Sally ngay lập tức bác bỏ quan điểm đó, nhận định dữ liệu ACARS đã xảy ra sai sót. Chỉ cần tìm thấy động cơ bên trái thì có thể chứng minh rằng lúc đó nó đã bị hỏng hoàn toàn. Người đứng đầu nhóm điều tra cho biết, các kỹ sư hàng không đã sử dụng các thông số giống nhau để thực hiện các phép tính trên máy tính. Kết quả đạt được cũng là máy bay có thể trở về an toàn. Tiếp theo đó, ban an toàn sẽ tiến hành mô phỏng hoạt động thực tế tại phiên điều trần. Nếu như kết luận đạt được là cả hai sân bay đều có thể trở về an toàn, vậy thì cơ trưởng Sally sẽ phải chịu trách nhiệm về việc đánh giá sai và vận hành không đúng cách. Một bên là sự yêu mến và ủng hộ của người dân Mỹ, một bên lại là sự nghi ngờ của Ủy ban an ninh. Rốt cuộc là anh hùng hay tội phạm đều sẽ được kết luận tại phiên điều trần này. Sự nghiệp hàng không 42 năm của cơ trưởng Sally có thể sẽ bị lật đổ bởi 208 giây hạ cánh đó. Điều này đã khiến ông ấy bị áp lực khủng khiếp và rơi vào trạng thái lo lắng tột độ. Buổi tối ông ấy gọi điện cho vợ, cuộc sống ở nhà cũng không hề dễ dàng gì. Gia đình họ đang mua một mảnh đất và đều dựa vào lương của Sally để trả nợ ngân hàng. Sau khi xảy ra sự việc thì người vợ nhận được tờ giấy đòi nợ từ ngân hàng. Cô hy vọng rằng chồng có thể trở lại làm việc càng sớm càng tốt, nếu không họ sẽ mất đi căn nhà. Thế nhưng, nếu như Ủy ban an toàn xác định rằng cơ trưởng Sally chính là nguyên nhân chính của tai nạn, họ sẽ buộc phải sa thải ông ấy, thậm chí ông còn không có lương hưu. Nghe thấy tiếng khóc của vợ mình, Sally cũng cảm thấy vô cùng hỗn loạn. 1:30 sáng, ông ấy gọi điện cho người bạn thân để nhờ giúp đỡ. Ông ấy hy vọng sẽ nghe được đoạn ghi âm buồng lái sau khi thí nghiệm mô phỏng và kiểm tra chéo kết thúc. Ông có quyền xem quá trình mô phỏng. Hơn nữa, ông ấy có linh cảm rất mạnh. Giữa người làm phi công và máy tính làm phi công thì kết quả sẽ không giống nhau. Nếu như kết cấu hoàn toàn giống nhau, ông ấy sẽ tự nguyện từ chức và chịu trách nhiệm. Vài ngày sau, Cục Hàng không Hoa Kỳ tổ chức một phiên điều trần. Trước khi vào hội trường thì cơ trưởng Sally nhận được một cuộc gọi từ vợ. Người vợ vừa khóc vừa nói với ông, bà cũng vừa mới nhận thức được rằng ông cũng ở trên chuyến bay đó. Bà và con gái suýt nữa thì mất đi ông rồi. Nếu như gặp sự cố, Sally cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là trách nhiệm của một cơ trưởng đã khiến ông ấy phải vượt qua nỗi hãi và lo lắng về cái chết của mình. Đứng trước cửa phiên điều trần, Sally hít thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Hội trường đông nghịt người, các quan chức cấp cao ngồi ở trên cao. Sau một cuộc điều tra ngắn, họ đã liên lạc với máy bay đảo ngược có người lái. Hai phi công đã thử nghiệm với các thông số giống nhau trong cabin mô phỏng. Kết quả cho thấy, dù là sân bay LaGuardia hay sân bay Teterboro, máy bay đều có thể hạ cánh an toàn trên đường băng. Kết quả của cuộc thử nghiệm này đã đánh bật cơ trưởng Sally từ anh hùng trở thành tội nhân. Các quan chức của Ủy ban An toàn tỏ vẻ đắc chí giống như họ đã thắng trận vậy. Cơ trưởng Sally vặn lại rằng có rất nhiều biến số trong bất kỳ sự cố nào, nhưng các người đã bỏ qua một biến số quan trọng nhất, đó là nhân tố con người. Phi công trong cabin mô phỏng hoàn toàn không giống người thật, mà giống như một phụ kiện của một cỗ máy. Con người có sáng kiến chủ quan, còn máy móc thì chỉ là tư duy theo trình tự cố định. Thời điểm máy bay va phải đàn chim, bọn họ đã tiến hành trình tự cố định. Tiếp theo phải làm những gì, bọn họ đều dựa vào từng bước theo cài đặt. Cho dù như vậy, thì hai phi công cũng đã phải trải qua 17 lần luyện tập trước khi thành công. Cũng có nghĩa là kết quả mô phỏng đều dựa theo yêu cầu của Ủy ban An ninh. Mà khoảnh khắc cơ trưởng Sally và đồng nghiệp của ông đâm phải đàn chim, có ít nhất 1 phút để phân tích và đưa ra quyết định. Như đã nói, nhóm điều tra đã ấn định thời gian phản hồi quyết định là 35 giây. Lần nữa tiến hành thử nghiệm mô phỏng, vào thời điểm va chạm bị trễ 35 giây. Sau 35 giây, thực hiện thao tác mô phỏng theo quy trình đã thiết lập. Kết quả cho thấy, dù là sân bay LaGuardia hay sân bay Teterboro, máy bay đều bị đâm vào các tòa nhà đông dân cư do độ bay thấp. Kết quả của cuộc thử nghiệm khiến mọi người thoải mái hơn và cũng giúp cho hai vị cơ trưởng chút được gánh nặng. Sự thật đã được bày ra.
Theo quy trình, Ủy ban An toàn đã phát lại đoạn ghi âm buồng lái của chuyến bay 1549. Tiếng máy bay gầm rú đưa mọi người trở lại với sự lựa chọn sinh tử. Sau khi thất bại trong việc khai hỏa lại lần nữa, cơ trưởng Sally dựa vào 42 năm kinh nghiệm bay đã dứt khoát bật bộ nguồn phụ. Nếu như dựa theo quy định chết trong hướng dẫn trục trặc, họ phải trai đến mục thứ 15 trước khi thực hiện thao tác. Nếu như làm như vậy thì chuyến bay 1549 đã trở thành thảm họa lâu rồi. Gần điều khiển trong tay ông ấy, 150 năm mạng người cũng đang ở trong tay ông ấy. Ông ấy phải phân tích một cách toàn diện dựa trên tình hình thực tế và trong vòng 1 phút phải đưa ra lựa chọn chính xác. Nếu như ông ấy có một chút do dự thì kết cục đã bị viết lại. Điều mà ông ấy phải làm là cố gắng hết sức để giữ máy bay ổn định và giảm sự ảnh hưởng của cú va chạm. Cuối cùng thì ông ấy đã làm được. Cơ trưởng Sally đã sử dụng kinh nghiệm và trí tuệ của mình để cứu tất cả mọi người trên máy bay, và đương nhiên cũng bao gồm cả chính mình. Tại thời điểm đưa ra lựa chọn, ông ấy đã dùng mạng sống của mình như một lời đảm bảo. Sau khi nghe đoạn ghi âm, trưởng đoàn điều tra đã thay đổi ý kiến. Ông ấy dành sự tôn vinh cho hai người cơ trưởng, ca ngợi họ là những người tuyệt vời. Ủy ban cũng đồng thời xác nhận báo cáo dữ liệu ACARS có sai sót, đã tìm thấy động cơ bên trái. Cánh động cơ bị hư hỏng nặng nề và bị mất khả năng động lực. Lúc này, nữ điều tra viên nói với cơ trưởng Sally sau khi bàn bạc kỹ lưỡng từng chi tiết: "Tôi nghĩ rằng đã có biến cố trong phần kết của toàn bộ sự việc. Đó chính là cơ trưởng Sally. Nếu như xóa ông khỏi phương trình này thì công thức sẽ không được hoàn thiện." Nhưng cơ trưởng Sally lại nói: "Không phải chỉ mình tôi, việc này đã được thực hiện bởi rất nhiều người. Tất cả hành khách, phi hành đoàn, trung tâm kiểm soát không lưu và các tổ chức cứu hộ, mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực mới có thể giành được kết cục tốt đẹp như vậy." Tiếp đó, nữ điều tra viên hỏi cơ phó: "Ông còn điều gì muốn bổ sung không? Nếu như ông bắt buộc phải làm lại lần nữa, ông muốn thay đổi điều gì?" Cơ phó trả lời một cách hóm hỉnh: "Đương nhiên có, tôi muốn đặt thời gian là vào tháng 7. Cơ trưởng Sally là tác phẩm do Clint Eastwood đạo diễn và được phát hành năm 2016. Phim được chuyển thể từ câu chuyện có thật, nguyên mẫu là sự cố chuyến bay 1549. Vào ngày 15 tháng 1 năm 2009, chuyến bay 1549 của US Airways vừa cất cánh được 2 phút thì cả hai động cơ đều ngừng hoạt động do bị đàn chim va vào. Cơ trưởng Sally đã bình tĩnh, phản đoán nhanh chóng và hạ cánh khẩn cấp xuống sông Hudson. Tất cả 150 năm người đều sống sót. Sự cố này còn được gọi là kỳ tích Hudson trong lịch sử hàng không. Nhưng bộ phim này không tập trung vào chiến công cứu người của Sally, mà là tập trung thể hiện người anh hùng toàn dân dưới ánh hào quang sáng ngời. Đã làm thế nào để đối mặt với sự nghi ngờ và tranh luận? Đúng là nhận được bao nhiêu lời khen ngợi thì cũng phải nhận lại bấy nhiêu lời gièm pha. Trước màn khảo vấn lạnh lùng, Sally vẫn tin tưởng vào lựa chọn của mình. Mà sự tự tin này đến từ sự tận tâm và lương tâm trong sáng của ông. Trong thời đại thiếu anh hùng này, chúng ta cần anh hùng nhưng đồng thời lại phá hủy họ. Anh hùng dường như trở thành một món hàng của giới truyền thông. Nhưng đạo diễn cũng đã truyền tải một thông điệp tinh tế trong bộ phim của mình. Sally thật ra cũng chỉ là một người bình thường. Một người bình thường tận tâm với công việc của chính mình. Và điều mà bộ phim muốn thể hiện cũng chính là chủ đề ấy. Ai cũng đều có thể trở thành anh hùng. Như Sally đã nói trong cuộc phỏng vấn: "Tôi cảm thấy bản thân mình không giống anh hùng. Tôi cũng giống như người khác thôi. Tôi chỉ là làm thật tốt công việc của bản thân." Nói đến đây, tôi lại nhớ đến lúc mình mới làm video. Từng có một fan bênh vực tôi, nói có một vài bình luận mắng tôi. Lúc đó, tôi đã trả lời anh ấy như này: "Việc là do mình làm, vinh dự là do người khác trao tặng. Tất cả những gì tôi có thể làm là làm tốt việc của mình. Còn thành tích và phẩm chất thì để cho người khác đánh giá. Được rồi, hôm nay bình luận đến đây thôi. Nếu bạn thích thì nhớ theo dõi, like và thêm vào mục yêu thích nhé. Như vậy nhé, hẹn gặp lại."